và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà đang rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Thí sinh răng xuống, trù dập chứng thành ly hôn, Nhã Phương trầm cảm bất ngờ đoạt 100 triệu. Nó trù dập vợ tôi bỏ qua. Nói Ngô Kiến Huy không ra con người, trù Nhã Phương trầm cảm sau sinh, giờ trù luôn nhà hàng tôi đóng cửa, Trấn Thành thốt lên. Vừa qua, tập 7 chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 6 lên sóng với nhiều tiết mục thú vị. Trong đó gây ấn tượng và xúc động mạnh nhất là phần thi của thí sinh Ngân Thảo, 21 tuổi đến từ Đồng Tháp. Trường Giang cất giọng uy lực yêu cầu Ngô Kiến Huy giúp đỡ thí sinh. Vừa bước ra sân khấu, Ngân Thảo đã khiến mọi người ngỡ ngàng bởi hàm răng súng gần hết của mình. Nhưng sau đó ai cũng thương cảm khi biết Ngân Thảo vì không có tiền nên đi làm răng ở chỗ rẻ tiền, dẫn đến biến chứng phải nhập viện mổ, cắt bỏ toàn bộ cầu răng. Thí sinh than phiền, con bán đồ cả năm trời mà giờ làm răng là hết sạch. Không những vậy, hoàn cảnh của Ngân Thảo cũng vô cùng khó khăn. Khi mẹ bị tai biến, anh trai đi làm xa, em gái còn nhỏ một mình phải buôn ba buôn bán từ sớm và chăm mẹ. Biết được hoàn cảnh của Ngân Thảo, Trường Giang đã giới thiệu cô gái về trung tâm làm răng của Ngô Kiến Huy. Anh thậm chí còn yêu cầu Ngô Kiến Huy phải hỗ trợ Ngân Thảo bằng giọng nói quyền lực. Ngô Kiến Huy có hỗ trợ được không? Ngô Kiến Huy ban đầu giật mình vì giá làm răng khá đắt, nhưng sau đó đã đồng ý tài trợ toàn bộ chi phí làm răng cho Ngân Thảo vì thấy thí sinh này lo sợ tiền làm răng đắt đỏ. Thí sinh trù dập trứng thành ly hôn, nhà hàng đóng cửa. Vừa bước vào vòng đầu tiên của phần thi, Ngân Thảo đã trù dập trứng thành ly hôn với Harry Won. Cụ thể, cô mở màn bằng việc trách móc Trường Giang. Người ta dự báo thời tiết, người ta còn cười, còn cái mặt anh lúc nào cũng khó. Ai ăn hết cổ của anh, ly dị đi. Đang nói tới đó, Ngân Thảo quay sang nói với Trấn Thành, nhìn cái gì sớm muộn gì anh cũng nghe vợ nói câu ly dị thôi, nhưng khác là bằng tiếng Hàn. Câu nói này khiến Trấn Thành phải bật cười, còn Trường Giang công nhận, cô này được cái nhẹ nhàng chân thật. Tới vòng 2, Ngân Thảo chỉ mũi dùi sang Ngô Kiến Huy khi mắng, anh Huy, đừng nhắc đi nhắc lại điệp khúc 60 giây với tôi nữa, tôi kinh tởm lắm. Chỉ một câu duy nhất, Ngân Thảo đã khiến Trấn Thành bật cười sảng khoái. Ngay lúc đó, thí sinh bật khóc khiến Trường Giang cũng rưng rưng nước mắt. Sang vòng 3, Ngân Thảo vẫn mắng Ngô Kiến Huy, tôi biết tôi bước vào đây cũng như bao người, sớm muộn gì cũng bị anh làm nhục thôi. Già trẻ trai gái, 3D 4D anh có tha ai bao giờ đâu. Thấy giám khảo không cười, Ngân Thảo liền chuyển ngay qua Nhã Phương khi giả vờ gọi điện cho cô và hỏi, em bị trầm cảm sau sinh hả? Câu nói này khiến Trấn Thành cười tấm tắc thừa nhận, tôi hay bị cười khi thấy đồng nghiệp bị nói xấu, tự nhiên gọi điện nói Nhã Phương bị trầm cảm sau sinh, chứng tỏ thằng chồng không ra gì, hợp lý. Lúc này Trường Giang hỏi lại ở đâu ra trầm cảm sau sinh, thí sinh mếu máo thú nhận, anh Khương dừa ảnh dạy em. Ở vòng 4, Ngân Thảo chuyển qua dìm hàng Trấn Thành khi nói, nói cống hiến cho nghệ thuật mà mở quán ra bị người ta giận lô cốt có buôn bán gì được đâu. Ngân Thảo vừa nói xong, Trường Giang khoái chí bật cười, còn Trấn Thành thốt lên, thí sinh này dập hết ban tổ chức từ giám khảo tới MC, nó dập cho không còn một cái gì. Trường Giang công nhận, nói đúng thiệt vì nhà hàng của Trấn Thành đang bị xây lô cốt trước mặt. Lúc này Trấn Thành buồn bã than, mới dựng cái nhà hàng lên được một tháng thì nó xây hết kính trước cửa. Mở cửa là thấy lô cốt, muốn rớt nước mắt, không nhờ khán giả thương thì nhà hàng tôi không tồn tại được mấy ngày hôm nay. Nói trù dập vợ tôi bỏ tôi, nói Ngô Kiến Huy không ra con người, trù Nhã Phương trầm cảm sau sinh, giờ trù luôn nhà hàng tôi đóng cửa, không còn gì để nói em nữa rồi em gái à, vì một hàm răng mà em sẵn sàng làm tất cả. Trước khi đến vòng 5, Trường Giang có dọa Ngân Thảo nếu thua sẽ mất 40 triệu có được từ các vòng trước, nhưng thí sinh vẫn quyết tâm vì mẹ con bệnh nên con phải thi. Điều này khiến Trường Giang cảm động đến suýt khóc. Và cuối cùng Ngân Thảo đã khiến giám khảo bật cười, trở thành thí sinh duy nhất từ đầu mùa 6 vượt qua 5 vòng thi đạt số tiền 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ngân Thảo bày tỏ, con sẽ chiết ra một phần để giúp đỡ những người khó khăn hơn con, một phần còn lại con sẽ trả nợ. Trường Giang nghe vậy tỏ ra tâm đắc và dặn, chú rất mừng khi con biết nghĩ đến người khác. Trời sẽ cho con nhiều thứ lắm, chú mong con sẽ giữ được nhân cách như thế này.